Ok, cô hướng dẫn lại cái đây, bài 5, lắp 5 bài 2 nhá. Thì ở đây thì hiển thị cái hình, cô lấy một cái hình thôi, hiển thị theo kiểu này nhá, hình nào cũng được. Thì bây giờ cô sẽ đao cái đây, mở ra. Các bạn open folder. Lớp mình là web đúng không? Cô tạo bài lắp 5 nhé. Rồi. Các bạn lưu ý các bạn phải tạo thư mục để ZS nha. À, ZS nè. Thư mục để hình ha. Nó hơi chậm ha các bạn. Tự nhiên nó chạy chậm dữ. Thư mục địa hình nhá. Ok chưa? À, sau đó thì các bạn tạo cái file. Cô tạo là bài 2 đúng không? .html. Đấy. Rồi. Ở đây cô tạo một cái file CSS dành cho bài 2 nhá. Đây bài 2 .css. Nhớ là phải tạo thư mục nha các bạn. Ở đây các bạn link tới cái file này, link tới cái này. Được chưa? .css sạc bài 2. Ok. Rồi. Chia đôi cái màn hình này ra. Các bạn nhìn cho dễ nhá. Ok, bây giờ cô sẽ đăng một cái hình bất kỳ ở trên mạng về, hoặc các bạn lấy một cái hình nào đó, hoặc là cắt hình cũng được. Cần thì cô cắt cái hình này cũng được. Ok chưa? Đây. Cô cắt một cái hình thôi. Nó giống cái anh này. Chưa? Đấy. Lưu lại. Ok chưa? Dạng JPG đi ha. Đây. Hình con chuột. Ok. Lớp mình đây. Lớp 5 IMG đây. Nhá, cô lưu vào đây ha. Rồi. Ở đây thì cô sẽ tạo ra cái box giống như ở trong bài luôn. Cô sẽ giải thích tại sao lại chọn là làm cái box như thế này. Ok chưa? Một cái là các bạn gọi là cái column đúng không? À, column. Ok chưa? Trong column thì có cái sản phẩm đúng không? Đó. Rồi, trong sản phẩm thì có cái gì? Trong sản phẩm thì có một cái là tên, một cái hình, một cái giá, đúng không ạ? Đấy, các bạn thấy cái div này rất là gọn luôn ha. Đấy, chấm tên, đúng không? Một cái hình, được chưa? Rồi chấm sẹt lại cái hình ra, chưa? Hình. Rồi, một cái là cái giá, đúng không? Đấy, chấm giá. Rồi, ở trong này có một cái thẻ. À, là delete đúng không? Đấy, delete. Trong thẻ delete này là để đô la 150 nè. Ok. 150. Còn giá kia là để 148 đúng không? Ok. Rồi, cái này là để là Nokia 206 đi ha, Nokia 2006 xong. Ok, lưu lại. Các bạn chạy cái anh này. À, các bạn chạy thì các bạn sẽ thấy là nó chưa có cái gì hết. Đúng không? Đấy, chạy thì chưa có cái gì cả. Mỗi này thôi. Tại vì cái này có cắt cho nên nó hơi bị mờ. Kệ, không có sao ha. Cái hình thôi. À, về bên này thì các bạn sẽ đặt CSS cho nó như sau. À, đầu tiên nè. Các bạn cho có mới thẻ là sao? À, margin auto đi ha. Margin không auto. Để các bạn
À, tất cả những kích thước nào mà bị dư thừa, nó có những cái bộ khoảng đệm mà nó bị dư ra thì nó sẽ cho về không hết hả, để khi để các bạn sẽ thấy là nó đồ các bạn đo chính xác, nó sẽ đo đo độ rộng nó chính xác hơn đó. Xong rồi các bạn set S cho anh này, cơ lông nào, cơ lông thì các bạn để cho cô là cái kích thước là 25% width, 25% đó, ok chưa. Và cái anh này thêm cái flat lép để bên trái mà từ từ đã nhá, để cô thêm sau. Rồi cái riêng anh sản phẩm này, chấm sản phẩm này thì sao. Đây, sản phẩm này là một cái div mà con của div column, cho nên khi cô tạo cái div này thì nó không, cái column này không bị ảnh hưởng, là nó có một cái bọc ở ngoài, cái bọc này là định vị kích thước đúng 25% thôi, không ai xê dịch được nó, ok chưa. Đấy, cô có thể để background để các bạn nhìn nhé, background color để red đi các bạn nhìn nhé. Rồi riêng sản phẩm này có một cái div ở trong, div này muốn làm gì thì làm, nó không ảnh hưởng cái div ngoài. Vậy thì cái kích thước của nó luôn là 25%, nó không đổi, đúng không? Vậy thì ở trong này các bạn làm kích thước sao cũng được ha, ok. Vậy bây giờ ở đây cái sản phẩm này các bạn cho cô là ví dụ như là đầu tiên là cô để là cái border đi, để các bạn nhìn đi, border hay là để box shadow đi ha. Đấy, box shadow, box shadow các bạn để cho cô là không, không là cái đồ bóng theo chiều ngang, không là đồ bóng theo chiều dọc, chiều tức là độ dài của đồ bóng chiều dọc, và cái này là độ mờ 5 pixel là độ mờ blur, và cái này là màu gray, ok chưa. Đấy, còn nếu các bạn muốn đồ bóng theo chiều dọc thì các bạn để ví dụ như 2 pixel, đúng không, đồ dòng theo chiều ngang cái này là 2 pixel nữa thì nó sẽ đồ dòng đồ bóng theo cái chéo, đúng không. Đây, đây là cái hình đúng không ạ. Rồi cái đi màu gray. Rồi căn giữa thì các bạn để có cái này là text align center, text align center, được chưa, thì nó sẽ căn giữa cái này cho các bạn, ok chưa. Đấy, nó sẽ căn giữa ha. Đấy, cái này là cái hình, được chưa. Rồi vậy thì cái kích thước của anh này, sản phẩm thì các bạn để cho cô là như sau. Đây, để đúng cái sản phẩm của nó nha. Rồi vậy thì cái sản phẩm nè, border nè, border radius nè, rồi shadow nè, đúng không, shadow có rồi. Rồi padding để 10 pixel, margin để 5 pixel, ok chưa. Margin là khoảng cách ở đâu, khoảng cách giữa anh này và anh này, đúng không, khoảng cách giữa anh này và anh này, ok chưa. Vậy thì cô sẽ để anh này là cô đang để là 100%, cho nên các bạn sẽ không thấy cái đồ bóng, nó thấy nó ra ra ngoài này nè, cho nên các bạn để margin cái là các bạn nhìn thấy bóng ngay nhá, ok chưa. Vậy cô sẽ để margin như các bạn nhìn nhá, margin nè 5 pixel nè, 5 pixel, ok chưa. Rồi các bạn như thế này, nó sẽ có nè, đấy, nó sẽ có cái đồ bóng nè ở ngoài nè, ok chưa. Rồi cô bỏ cái text này đi luôn cũng được nè, bỏ luôn cũng được nè, chưa. Rồi cô sẽ, ủa sao bị lệch, rồi tại vì cái hình nó bị lệch các bạn, cái hình cho nó giữa là text align center, cái hình nó bị tràn ra ngoài. Sau cái đồ bóng của cô 5 pixel, cái đồ bóng đâu mất tiêu rồi, cô đã bỏ lại cái background này xem nó sao nhé. Rồi cái này đồ bóng, đồ bóng này các bạn nè, thấy đồ bóng chưa, thấy chưa. Đấy, ok, rồi để background lại nè, sao nó nhìn lệch lệch dữ nhỉ. Rồi ok, padding nè, padding là 10 pixel đúng không? Đó, ok chưa? Đấy, thì nó sẽ đẩy cái kích thước của anh này ra ngoài. Rồi cái hình thì cô để cho nó là cái kích thước là, cô cho xem trong này để kích thước cái hình ra nè, cái web nha, để cái hình chỉ để 95% thôi. Cái hình là để mắc quýt là 95%. Đấy, sản phẩm
hình là IMG, để kích thước là 95% thôi. Đấy. Cái hình nó sẽ thu vào. Được chưa? Ok. Vậy cô sẽ xóa cái anh này đi, background này đi, nhìn nó đỡ xấu. Được chưa? Đấy. Rồi. Thì các bạn thấy là bây giờ cô mà muốn làm gì trong này thì cái kích thước nó luôn luôn là 25. Nhìn nhá. Cô chưa 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 test mấy cái này vội, chưa làm mấy cái này vội nhá. Cô copy nè. Tại vì cô lum các bạn luôn luôn 25. Còn cái trong các bạn muốn padding, muốn margin kiểu gì nó vẫn 25%. Được chưa? Rồi, mình có 4 cái. Được chưa? Rồi, cô sẽ để cái này là float left cho nó cân trái đi ha. Float left nó cân trái. Ok. Nó luôn luôn các bạn thấy nó có cái margin ở đây nè. Được chưa? À, nếu như bình thường các bạn không để cái column ở ngoài, cái dip column ở ngoài, thì khi margin các bạn đặt 25% cho anh này, anh con, anh sản phẩm này mà không có column bar ở ngoài, thì khi sản phẩm này margin với padding nhá các bạn, sản phẩm này margin và padding thì nó lập tức là nó bị gì đấy ạ? À, nó bị chiếm chiếm khoảng cách, nó sẽ bị nhảy ngay, nó sẽ bị nhảy ngay. Nếu không tin thì các bạn bỏ luôn class sản phẩm này, các bạn làm trên class column là biết liền nhá. Bây giờ cô giả sử cô bỏ class sản phẩm này đi, nhìn nha, thử các bạn coi nha, class sản phẩm này đi đó. Đâu rồi? Đó là lý do mà tại sao phải có một cái class bar ở ngoài, chỉ để nhiệm vụ là định dạng cái vùng ngoài của nó thôi, kích thước ở vùng ngoài của nó thôi, nó không bị nhảy. Chưa? Đây, bây giờ cô sẽ ở đây, cô sẽ để tất cả vào cái sản phẩm, vào column đây đó. Cái sản phẩm không có thì để cũng chả ảnh hưởng gì ha. Rồi chạy thử nào, nó bị dư kích thước, nó bị nhảy ngay nè, nó dư kích thước, nó bị nhảy ngay, tại vì bản thân anh này đã 25% rồi. Xong để các bạn margin là cộng thêm mỗi cái 5 pixel nữa, rồi padding thêm 10 pixel nữa. Nó dư tận bao nhiêu là 10, 30 pixel. Cho nên các bạn này muốn nhảy đúng thì các bạn phải tính toán lại. Dùng cái hàm calculate lấy 25% trừ cho 30 pixel một cái. Rồi chạy nè. Khi đấy nó mới đủ chỗ. Tức là khi đấy các bạn phải tính toán lại. Tức là mỗi cái này phải trừ đi 30 pixel nó mới đủ chỗ. Được chưa? Tức là các bạn làm rất là cực. Nhưng các bạn thay vì phải cộng trừ nhân chia như vậy thì các bạn để một cái cột ở ngoài. Hiểu không? Đấy, có một cái column ở ngoài. Đó, đó là lý do vì sao. Vì sao ha? Đấy. Vì sao mà các bạn gì đấy ạ? À, các bạn phải để một cái column ở ngoài là vì đó là một cái kỹ thuật nhé các bạn. Một cái kỹ thuật đấy. 2 3 4, ok chưa? Rồi anh này thì copy xóa anh này đi. Ok là xong. Chưa, lưu lại, chạy lại nè. Ok chưa? Ủa, nhầm. Trừ sao được mà trừ. Cái này thì không cần trừ nữa nhá. Thấy chưa? Ok, đúng 25%. Thấy chưa? Rồi zoom nè. Zoom to, zoom nhỏ gì nè. Nó vẫn không đổi, không mất nè. À, tất nhiên thì các bạn cũng có thêm kỹ thuật là làm sao để khi zoom nó không bị méo. Nhá, có kỹ thuật khi zoom không bị méo. Thì cái này các bạn học sau. Các bạn yên tâm, các bạn còn học web thì còn rất nhiều môn để xử lý mấy cái này. Nhá, rồi phóng to thu nhỏ nè. Thấy chưa? Rồi, kéo nè, nó không bị mất nè. Đó, đó là kỹ thuật đấy, không phải tự nhiên mà để ở ngoài đâu. Được chưa? Không bị mất nè. Ok. Ok. Và khi các bạn muốn làm responsive thì nó có kỹ thuật để responsive. Bạn nào học mà học làm sớm được cái bài assignment thì cô sẽ hướng dẫn thêm, hoặc các bạn có thể tìm hiểu thêm. Khi các bạn thu nhỏ đến đây á, các bạn không muốn cái hình này nó bị nhỏ lại hoặc nội dung nó mất thì các bạn cho nó thành 2 thôi, không phải 4 nữa, mà cái này biến thành là không phải 25% nữa, mà cái này biến thành là 50%, nó tự động nó đẩy xuống. Hiểu ý không? Cái cột này thì 50% là vừa đúng không, bằng một nửa mà.
đúng không? Đấy, còn nếu khi ra đây thì các bạn cho nó khoảng chia 3 ra, 33%, chia 3 ra. Cái này thì các bạn hiển thị 3 cái là vừa, đến đây hiển thị 3 cái là vừa, đến đây hiển thị 2 cái là vừa. Thì nó tùy theo kích thước của màn hình. Để khi các bạn thu nhỏ bằng cái màn hình của cái điện thoại á, thì một cái là vừa. Như thế. Tức là do các bạn thu nhỏ đến cái kích thước nào. Ok chưa? Đó. Thì cái đấy gọi là responsive. Còn cái này là các bạn kỹ thuật để đảm bảo là các bạn khi các bạn zoom, các bạn thu nhỏ, phóng to, nó không bị mất cái nội dung các bạn. Được không? Không bị mất nội dung các bạn. Ok chưa? Đó là lý do vì sao lại phải để cái thẻ deep ở ngoài bao cái column. Đấy, không phải tự nhiên có dư một cái thẻ deep đây, không hề dư. Không hề dư. Đấy, khi các bạn copy 8 cái thì lập tức nó đẩy xuống. Đúng không? 5 6 7 8 thì lập tức nó đẩy xuống. Được chưa? Đó. Nó vẫn đảm bảo 25% cho các bạn. Đó. Nó là kỹ thuật nha các bạn. Rồi, tiếp cô định dạng tiếp mấy cái tiếp theo. À, cái này các bạn định dạng cái gì ạ? À, định dạng cái tên đúng không? Tên thì các bạn ghi là sản phẩm tên. À, sản phẩm. À, cách chấm tên. À, H2 các bạn để cái gì đó, các bạn lấy trong này thôi, hướng dẫn để trong này thôi. À, cái tên thì để font size, để large, font variable và color đúng không? Đấy, font size để large hoặc larger. Đó, font variable, à, để cái small cap và color thì blue, màu xanh, xanh dương. Rồi, tiếp đến anh này. À, img rồi, giá nè. Giá màu đỏ này, bold nè, và để cái larger giá đúng không? Đó, sản phẩm chấm giá. Cái này các bạn để là giá. Thì các bạn để cái gì ạ? À, color đỏ, font weight, font size. Đó, color đỏ, font weight là bold. Đó, color để red. Ok. Còn anh này thì là một cái mẹo ha các bạn, mẹo. Tức là các bạn để chung xong các bạn chỉ cần đi vô trong nó cái thẻ, riêng cái thẻ đeo này thì là màu khác là được, đúng không ạ? Thì các bạn copy anh này. Cái này thẻ là thẻ đeo. À, cái này là gì ạ? Color gray. Ok. Là xong. Rồi, các bạn nhảy chạy sang coi nhá. Đấy. Đã xong nha các bạn. Ok chưa? Đấy, đơn giản vậy thôi. Còn cái box shadow này này, các bạn không thích cái shadow này thì các bạn thêm bỏ không không thôi, để cái độ mờ được rồi. Các bạn để độ mờ được rồi. Thay vì cái box shadow này, các bạn thay vì 2 pixel các bạn để không. Không. Thì nó chỉ có độ mờ thôi. Cái gray đó là mờ thôi. Đó. Đấy, đồ bóng mà mờ. Thì khi đồ bóng mờ này các bạn không cần phải box, không phần cần phải border nhá. Cái border nó cứng lắm. Cái này thay cái border. Ví dụ ở đây cô không để box shadow. Đúng không? À, bây giờ cô để border. À, thin, solid, à, gray. Gray. À, cô để cái border radius nhá. Border radius để khoảng 10 pixel ha. Đấy, nó cũng có một cái viền ở ngoài này, nhưng các bạn thấy là cái viền của nó nhìn nó rất là cứng, cái viền mỏng này nhìn rất là cứng. Ok chưa? À, thì thay vì cái viền này ta dùng cái box, à, ta dùng cái box shadow đổ bóng, thấy không? Cũng có cái viền mà viền nó nhìn nhìn nó mềm mại hơn. À, các bạn muốn cái đổ bóng này mờ này mà nó nhỏ hơn nữa thì các bạn có thể để 2 pixel là được rồi, nó rất là mềm mại. Thấy không? Nó giống viền nhưng mà nó mềm mại hơn viền. Đúng không? Nó mềm mại hơn cái viền đấy. Cái viền nó là một cái đường, một cái nét rất là đơn. Và cái này là có. Rồi, bạn nào muốn hover. Khi hover nó thay đổi cái độ bóng, à, hoặc thay thậm chí thay đổi nội dung thì các bạn hover vào ha. Ví dụ các bạn có hover vào sản phẩm này các bạn. Hover vào sản phẩm cũng được, hover vào column cũng được. À, tại vì column và sản phẩm chẳng qua là nó một cái ngoài cái báo này thôi.
thì các bạn hover vào sản phẩm, thì các bạn là chấm sản phẩm hover, sản phẩm à hai chấm hover, à các bạn đưa cái sản phẩm này các bạn thay một chút là cái box shadow à để 5 pixel, à, đồ mờ 5 pixel luôn, red. Ok, đường trở vào nè, thêm đúng không, lệch lệch này không có đẹp đúng không, lệch lệch này không có đẹp lắm, thay 100 đi. Thực ra cô không thích cái lệch lắm, để đó rồi nè, đổi nè, thấy chưa, hover nè, được chưa. Thậm chí các bạn có thể là hover các bạn đổi luôn được cái hình nhá, đấy đổi luôn được cái hình, thấy chưa. Rồi đó, cô vừa demo xong cái bài này nhá, hover luôn nè. Hover vào column cũng được nhé. Thay vì sản phẩm các bạn hover vào column cũng được luôn. À hover vào column cũng được luôn, nó cũng vậy luôn. Đấy. À nhưng mà box box shadow là box shadow của column này các bạn. Thấy không? Nhưng mà các bạn muốn hover vào column mà box shadow của anh sản phẩm đổi thì sao? Rất dễ, cách cái sản phẩm là được. Nhìn nhá. Đấy. Hover vào column nhưng mà bốc sản phẩm đổi. Thì các bạn gõ như này, hover column nhưng mà sản phẩm đổi. Ok, cách cái sản phẩm là ra. Đó. Thấy chưa? Muốn hover cái gì cũng được. Được chưa? Đấy, tùy các bạn nhé. Đấy là một số cái kỹ thuật để các bạn biết, tức là các bạn có thể biến đổi thoải mái. À, với khi mình có cái kiến thức nền rồi, các bạn biến đổi thoải mái do mình thôi. À, cô dùng cái này, dừng ở đây nhé.